Thưa quý vị, bão số 5 đã gây mưa kéo dài, khiến cho nhiều đường phố, khu dân cư trên địa bàn Đà Nẵng ngập sâu trong nhiều giờ đồng hồ. Tại ngã tư Hùng Vương, Hàm Nghi, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tiếp đã khiến cho khu vực này ngập sâu. Nước lên vỉa hè, tràn vào nhà dân, giao thông đi lại khó khăn, nhiều phương tiện chết máy khi qua đoạn đường này. Tại tuyến đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, nước ngập sâu khiến một số ô tô xe máy bị chết máy, nước tràn vào các nhà dân. Phường Thạch Thang đã cử lực lượng dân quân đi khơi thông cửa thu nước để nước thoát nhanh hơn. Theo thống kê sơ bộ thì có khoảng 20 điểm ngập ống và thời gian rút thì khoảng 15 đến 20 phút và chiều cao ngập thì khoảng từ 20 đến 40 cm. Thì công ty cũng đã triển khai các phương án là khơi thông ngập ống và bơm các trạm bơm chống ngập thì tình hình cũng đã được cải thiện. Cũng theo công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, nội đô Đà Nẵng có 3 trạm bơm, đó là trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm tại khu vực Đảo Xanh và trạm bơm đường Trương Chí Cường. Các trạm bơm gần chưa quá tải, riêng trạm bơm đường Ông Ích Kim đang xây dựng dở dang, khiến cho việc thoát nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hàm Nghi, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Linh gặp khó khăn. Riêng cái chỗ Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn thì hiện nay thì các hệ thống là nó đang ở tình trạng quá tải, thì thành phố đang đầu tư cái trạm bơm Ông Ích Kim, cuối đường Ông Ích Kim thì hiện nay thì cũng đang triển khai thi công và chắc là tới cuối năm 2021 thì sẽ thi công hoàn thành và mong là năm 2022 là sẽ không có điểm ngập úng ở vị trí này nữa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực miền Trung cho đến ngày 13 tháng 9. Với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến từ 200 đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt, tập trung ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Vì vậy, các địa phương cần có phương án để ứng phó, nhất là khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.